Việc tổ chức mùng 8 tháng 3 cho những người phụ nữ thân yêu tại gia đình giờ đây dường như không phải là lựa chọn yêu thích của nhiều người nữa. Một không gian thoải mái, đầy đủ những dịch vụ chuyên nghiệp, một thực đơn phong phú với các món ăn ngon có thể sẽ giúp cho bữa tiệc đặc biệt ấy trở nên hoàn hảo hơn. Nhưng đó chỉ là một trong những tiêu chí để trả lời cho câu hỏi đặt tiệc mùng 8 tháng 3 ở đâu. Đáp ứng đủ 5 tiêu chí, món ăn ngon, không gian đẹp, giá cả hợp lý, trang trí trọn gói và khu vui chơi cho bé, Lầu Đức Trọc sẽ mang đến cho bạn một dịch vụ tổ chức tiệc mùng 8 tháng 3 ấn tượng nhất. Từ nhiều năm nay, Lầu Đức Trọc đã trở thành địa điểm dễ dàng để tụ họp gia đình hay bạn bè vào các dịp lễ Tết, chứ không chỉ mùng 8 tháng 3 mà không sợ đi xa hay chỗ để xe chật chội. Các cơ sở của Lầu Đức Trọc đều có sức chứa khủng, mỗi tầng có thể lên đến 150 người. Những chiếc bàn ghế mộc thanh nhã, ánh đèn vàng ấm áp phối tạo nên một không gian ấm cúng, vô cùng phù hợp là địa điểm tổ chức tiệc cùng gia đình và bạn bè. Mình hay cùng bạn bè đi nhà hàng Lầu Đức Trọc tại vì đây là một địa điểm rất là đẹp để bọn mình có thể selfie. Đồng thời thì nhân viên nhiệt tình cũng rất nhiệt tình ạ, thì đã tạo cho mình khoảnh khắc là thân thiện và như kiểu ở nhà ấy ạ. Đi ăn ở đâu ấy thì cái đầu tiên họ cũng quan tâm đấy là về chất lượng thực phẩm. Thì em cũng quay lại Lầu Đức Trọc khá là nhiều lần. Thức ăn ở đây thì khá là ngon, đồ ăn đều là rất là sạch sẽ và tươi ngon, như là tôm, cua, cá chẳng hạn. Với menu thực đơn các món ăn phong phú đa dạng, không chỉ gói gọn là những món lẩu mà còn có các món ăn kèm đặc sắc. Thực đơn luôn thay đổi đáp ứng nhu cầu khách hàng và phù hợp với mọi đối tượng. Tại Lẩu Đức Trọc có các set lẩu dành cho 6 người chỉ 545.000 đồng. Các combo dành cho từ 6 đến 8 người của Lẩu Đức Trọc cũng cực kỳ hợp lý. Không chỉ ăn lẩu đã đời mà bạn còn được thưởng thức các món ăn kèm nước tiếng của nhà hàng. Hãy cùng thử một trải nghiệm thú vị trong ngày mùng 8 tháng 3 này nhé!